Xin chào quý vị và các bạn. Khởi công nút giao thông nghìn tỷ, 4 gói thầu đầu tiên thi công, biến điểm đen thành điểm sáng, đẹp nhất nước. Giờ Nexus Tôn Đức Thắng cất nóc tòa tháp đầu tiên. Thông tin đầu tiên, thời gian vừa qua điều ai cũng thấy. Kinh tế Việt Nam thực sự lên đỉnh vào quý 3 năm 2022, nhưng bắt đầu đã đi xuống từ quý 4, liên tiếp xuất hiện nhiều yếu tố tác động làm xấu đi. Dự báo khó khăn sẽ còn kéo dài tới sang năm 2023. Vì vậy, chi cho đầu tư công đạt hiệu quả cao là nguồn tiền rất quan trọng sẽ dẫn dắt kinh tế bớt khó khăn đi. Nhưng có một câu hỏi không ít tốn giấy mực, làm nhiều người phải căng tráng suy nghĩ là tại sao có tiền trong túi mà không chi được? Đó là mới là vấn đề. Chưa tìm được câu hỏi trả lời thông suốt. Ở thành phố Hồ Chí Minh, là nơi có nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2022 được duyệt lớn nhất cả nước. Tổng vốn được giao gần 37.500 tỷ đồng, nhưng chớ trêu có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước. Tính đến cuối tháng 12 hết năm nay, chi đầu tư công chỉ đạt 54%. Nguyên nhân được đưa ra là chậm giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, tiến độ thi công ì ạch, giao kế hoạch vốn chậm. Áp lực lo giải quyết gấp rút giải ngân vốn đầu tư công cho kịp trong năm, đã thấy lặp lại nhiều nơi cười ra nước mắt, chuyện kinh niên lâu nay ai cũng thấy đến hẹn lại lên. Vì không phải đầu năm, cũng chẳng phải giữa năm, mà cứ hễ vào thời gian năm cùng tháng tận, cũng là thời điểm gần chốt sổ vốn đầu tư công của năm, là mang xe xách đồ nghề ra, khởi công dựng lô cốt, đào xới vỉa hè lên để thi công làm bà con phải ngao ngáng. Nên mọi người đã nói đùa rằng, mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đào đường, là Tết đang về. Đến hết ngày 31 tháng 1 của năm 2023, sẽ là thời gian hết một niên độ cho kế hoạch vốn một năm. Đang ở thời gian chạy nước rút, thành phố đang cố gắng đẩy tỷ lệ giải ngân vốn lên 86% của năm 2022, thì kịp những ngày cuối năm này, thành phố đã liên tiếp khởi công 3 dự án giao thông quan trọng, lên gần 10.000 tỷ đồng, gồm nút giao An Phú, nguồn vốn 3.800 tỷ đồng, mở rộng quốc lộ 50, nguồn vốn 1.500 tỷ đồng, xây mới đường Trần Quốc Hoàn, nguồn vốn 4.800 tỷ đồng. Nhấn nút khởi công 3 dự án kịp, sẽ ghi nhận giá trị giải ngân vốn đầu tư công của thành phố sẽ tăng mạnh đạt tỷ lệ được kỳ vọng trong năm 2022. Nút giao An Phú là dự án thứ 3, vừa được nhấn nút khởi công vào sáng ngày 29 tháng 12. 1, 2, 3! Dự án có 3 tầng giao thông, gồm hầm chui 2 chiều, kéo dài qua nút giao, Mai Chí Thọ Đồng Văn Cống, rồi 2 cầu vượt trên cao, và các đảo, tiểu đảo, cầu bộ hành trên mặt đất, có chiếu sáng mỹ thuật vào ban đêm ở tháp vòng xoay giao thông. Dự án có quy mô mặt cắt ngang phần đường từ 10 đến 12 làn xe, phần hầm 4 làn xe chạy 2 chiều, các cầu vượt mỗi nhánh 2 làn xe. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Kỷ niệm thống nhất đất nước. Khi đó, nút giao An Phú sẽ khơi thông điểm đen trở thành tổ hợp giao thông đẹp và hiện đại nhất nước, nơi đầu mối giao thông quan trọng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, đi sân bay Long Thành và có tuyến đường sắt tốc độ cao thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, rồi tuyến đường sắt nhẹ thành phố Hồ Chí Minh Long Thành với nhà ga đường sắt đặt tại Thủ Thiêm. Sau lễ khởi công, 4 gói thầu xây lắp số 5, số 6, số 7 và số 8 là các gói thầu lớn. Với các hạng mục xây dựng hầm chui HC11, hầm chui HC12, cầu Bà Giạt, xây dựng cầu Rồng Ông Tố được chọn để khởi công trước. Và khởi công 6 gói thầu còn lại sẽ trong quý 1 năm 2023. Trong đó, đã lộ tên tuổi các nhà thầu tham gia các gói thầu lớn nhất, vừa được công bố như sau. Gói thầu xây lắp số 5, xây dựng hầm chui HC11 có dự toán phê duyệt hơn 343 tỷ đồng. Công ty tập đoàn Cienco 4 được công bố trúng thầu với giá gần 343 tỷ đồng. Có thời gian thực hiện hợp đồng 570 ngày. Gói thầu xây lắp số 6, xây dựng hầm chui HC12 đã thuộc về tổng công ty xây dựng số 1, với giá trúng thầu hơn 341 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp số 7, xây dựng cầu Bà Giạt với giá hơn 184 tỷ đồng, được giao cho công ty xây lắp Thành An 96, thực hiện trong 480 ngày.
hình ảnh cuối các bạn cùng xem. Dự án The Nessus Stone Đức Thắng vừa được cất nóc một tháp trong số 2 tháp. Đây là tổ hợp bao gồm 5 hầm chung và 2 tháp cao 25 và 36 tầng. Kể từ lúc hoàn thành phần hầm hồi giữa năm nay, chỉ sau 6 tháng, phần khối tháp mặt diện sông Sài Gòn đã được nhà thầu thi công rất nhanh, vừa kết thúc tầng cuối cùng, vượt tiến độ 2 tháng để bước vào giai đoạn hoàn thiện tòa tháp văn phòng hạng A cộng. Dự kiến, thời gian hoàn thiện tháp T1 có 25 tầng trước mặt là 6 tháng. Còn tháp T2 nằm bên trong có 36 tầng, sẽ được cất nóc vào quý 1 năm 2023. Trong khi gần đó, dự án The Sun Tower 5 hầm vẫn còn đang đủng đỉnh thi công. Một nửa khối đế bên kia cũng chưa lên tầng.